Vin Studio có rất nhiều khách hàng đặt hàng online từ mọi miền của Tổ quốc. Mỗi lần gửi hàng tới những người đặt hàng từ xa, Vin Studio luôn luôn thực hiện các cái tiêu chuẩn là kiểm tra thiết bị trước, kiểm tra tất cả mọi tính năng cơ bản của thiết bị xem có ổn định hay không, sau đó mới đóng gói lại và gửi sản phẩm đi. Đây là sản phẩm X45 Cocktail Audio sắp được gửi tới khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vin Studio sẽ check tất cả các cái tính năng cơ bản của sản phẩm này trước khi gửi đi tới khách hàng. Đó là trước tiên check những cái tính năng cơ bản như kết nối wifi, kết nối mạng cáp internet có dây có hoạt động bình thường hay không. Check ổ CD xem việc đọc CD như thế nào. Check ổ cứng khi cắm vào thiết bị có hoạt động hay không. Check các đường ra âm thanh về âm ly có hoạt động hay không. Và đây là giao diện chính của chiếc X45 mà Vin Studio chuẩn bị Hôm check nay hàng trước Vin khi Studio chuyển đi. làm một cái video clip nhỏ để giới thiệu tới quý vị các bạn quy trình mà Vin Studio sẽ kiểm tra các cái tính năng chính của sản phẩm trước khi gửi đi xa tới tay khách hàng. Bây giờ Vin Studio sẽ khởi động cái thiết bị Cocktail Audio X45. Đây là một cái music server kiêm mọi tính năng nghe nhạc số giải trí qua mọi 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 nguồn khác nhau. Đầu tiên thông thường tôi sẽ test cái nguồn nhận wifi và cái đường internet vào qua cái đường mạng LAN. Trước tiên tôi sẽ vào cái mục cài đặt hệ thống của chiếc đầu này vào setup, sau đó sẽ xuống cái mục network. Trong cái mục network này tôi sẽ vào cái mục là mạng có dây, tôi để tính năng là tự động kết nối, ấn ok. Nó sẽ tìm và đã tìm ra các thông số chính của cái mạng có dây này. Tiếp theo tôi sẽ kiểm tra tiếp mạng không dây. Nó scan scan cái mạng của nhà. Tôi sẽ chọn cái mạng nhà này. Đây là cái mạng này tôi đã vào lần trước rồi, đã đặt password rồi, thành ra bây giờ nó đã lưu ở đây và tôi ấn lại ok để xem nó kết nối hoặc nó setting có chuẩn không. Theo tôi sẽ check cái việc nuốt nhả cái CD ở trên cái ổ CD của nó xem có hoạt động không. Tôi sẽ thả một chiếc CD vào cái ổ CD nó. Đây là cái loại ổ nuốt nhả, nó đã nuốt vào. Nó đang khởi động để mà đọc cái đĩa CD này. Ở cái đầu đọc này nó sẽ lâu hơn ở các cái đầu đọc CD khác bởi nó còn làm một cái database để còn cho nhiều tính năng khác khi chúng ta sử dụng, ví dụ như tính năng rip một cái đĩa CD. Và đây là các cái nội dung của cái đĩa CD đó, nó tự tìm được tên bài và nó đã hiển thị lên trên. Lúc đó chúng ta chỉ việc chọn bài và chơi chiếc CD này. Bây giờ tôi sẽ thử ấn nút nhả ra. Phải ấn stop trước đã. Rồi, nó đã ra. Tôi rút Tiếp đĩa theo, CD ra. tôi sẽ kiểm tra cái việc mà tôi đã cắm một cái ổ cứng 3T vào bên trong trong máy. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra nó xem nó có đọc được cái ổ đó không. Tôi sẽ sang cái menu Browser. Ok. Nó đã hiện ở trên cái dòng đầu tiên là nó đặt tên cho cái ổ cứng đó là HDD1. Ổ cứng này có dung lượng 3T. Và bên tay phải nó có cái thông số 12G, đó đây là cái dung lượng còn thừa trên cái ổ cứng 3T này, chỉ còn thừa 12 GB. Tôi sẽ thử truy cập vào. Trong cái ổ cứng này tôi có chia các cái thư mục khác nhau để có việc tiện cho cái việc chọn bài nếu ta chơi trực tiếp trên ổ cứng. Thí dụ bây giờ ta vào một cái CD đây, trong một cái thư mục tiếp tục nó lại mở ra các thư mục khác nữa.
Thí dụ tôi mở một cái thư mục hải ngoại thì tôi sẽ chọn được tất cả tên các cái CD đó. Thí dụ tôi vào CD này, tôi chọn bài số 7 chẳng hạn. Đấy, tôi có thể ấn vào info để tôi xem cái bài này nó ở cái định dạng gì. Thì ở cái dòng cuối dưới cùng nó có ghi là đây là một cái định dạng WAV. Đây là cái file WAV, là cái file rip từ đĩa CD sang mà không có giải, không có nén một chút nào cả. Tôi có thể return lại để tôi ra các cái thư mục khác, để tôi chọn các cái thư mục khác. Thí dụ là như vậy, thí dụ tôi vào thư mục nhạc quốc tế, tôi chọn bài số 1. Lại ấn vào info trên điều khiển từ xa, tôi vẫn nhìn thấy đây là một cái file WAV được rip ở tỷ lệ 44,1 kHz. Ở cái chất lượng này là chất lượng rất tốt. Tiếp theo tôi sẽ check cái khả năng mà streaming file từ từ nguồn network trong gia đình, trong mạng LAN trong gia đình. Thì tôi có thiết lập hai cái định dạng server khác nhau trong mạng home network, là một cái định dạng là UPnP và DLNA. Thì ở trên Cocktail Audio X45 nó đều có thể đọc được hai định dạng này. Tôi lại vào, tiếp tục vào browser. Tôi sẽ xuống cái mục UPnP. Trong đó tôi sẽ thử vào một cái server, trong một cái ổ cứng server trong mạng. Tôi vào đây. Ở trong này thì nó hiển thị rất nhiều cái kiểu để ta truy cập những cái file nhạc bằng nhiều cách khác nhau. Ở dòng đầu tiên nó hiển thị là 774 album, có nghĩa là ở trong cái ổ cứng, ở cái thư mục này có 774 cái album nhạc. Tôi có thể ok vào vát, tôi xuống, tôi chọn từng từng thư mục. Nhưng mà theo cái cách này, nếu mà chọn từ bài 1 đến bài 700 thì chắc là rất lâu. Tôi sẽ chọn theo cái kiểu mà folder view. Cái folder view này thì cũng giống như ở một cái ổ cứng tôi đã cắm ở trong ổ trong máy. Ổ ngoài thì tôi cũng để nguyên một cái ổ giống hệt như thế. Tôi cũng truy cập vào. Trong đó tôi cũng đã đi tìm được từng cái thể loại mà tôi đã lập thư mục trước để cho nó dễ chọn. Đó, thí dụ là như thế. Tôi tiếp tục, tôi bởi vì chia nhỏ ra nó dễ chọn hơn. Tôi vào một cái một CD nào đó, tôi thử. Đó. Tôi thử ra một cái CD khác đi. Info cũng thấy đây là một cái CD cũng được rip từ đĩa CD gốc. Tôi thử vào một cái file DSD. Đây là truy cập qua Home Network. Tôi có thể ấn vào Info để kiểm tra xem cái dòng dưới cùng là cái dòng hiển thị thông số của file nhạc. Nó đang hiển thị là DSD 128. Hoặc tôi thử sang một cái folder khác ở cái định dạng Hi-Res. Tôi xuống một cái file 24 bit 192K.
Tôi thử cái bài này. Ấn vào info. Nó hiện đây là cái file FLAC 192K 24 bit. Đây là cái cách mà khi có một cái mạng NE hoặc một cái ổ cứng nát trong gia đình, chúng ta có thể kết nối bằng có dây không dây là đã có thể truy cập được vào cái dữ liệu Tiếp đó. theo tôi sẽ truy cập tiếp vào một cái server khác ở dưới cái dạng DLNA. Tôi cũng lại vào các cái album, tìm các cái album yêu thích theo ý của mình. Thí dụ tôi vào album này. Đó. Chọn bài Love Story. Nó cũng sẽ ra ngay. Cũng ấn vào info. Đây là cái file FLAC 44,1 kHz nhưng mà lại ở định dạng ở ở cái chuẩn 24 bit. Chọn một CD khác. CD này thì lại ở cái định dạng FLAC 96K 24 bit. Đây là việc truy cập qua cái server chuẩn DLNA. Ở server DLNA thì nó không 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 truy cập được vào các cái file định dạng lớn, ví dụ như DSD là chúng ta bắt buộc phải sử dụng chuẩn UPnP. Còn chuẩn DLNA thì chỉ chơi được các cái file high res 24 bit 192K thôi, không chơi được DSD. Cho nên ai đó muốn streaming từ cái local network qua qua các cái NAS thì bắt buộc chúng ta phải cấu hình cái server đó ở chuẩn UPnP. Tiếp theo, tôi sẽ test khả năng mà cài các cái app ở trên iPad, iPhone để điều khiển Cocktail X45. Tôi sẽ test cái phần mềm Music X, mà phần mềm này là một phần mềm của chính hãng đi theo máy. Phần mềm này ta có thể tìm ở trên app của iOS cũng như là Android. Bây giờ tôi sẽ thử nó ở trên một thiết bị là một cái iPad. Phần mềm đây là phần mềm của nó, giao diện của chính của phần mềm. Tôi cũng cũng như là dùng điều khiển từ xa. Thì tôi sẽ dùng bằng màn hình của iPad này tôi điều khiển. Nó cũng sẽ hiển thị ổ cứng gắn trong và cũng như là các cái giao thức qua mạng. Tôi có thể thử một bài nào đó ở trong ổ cứng. Ví dụ, thử một bài. Tôi có thể tiếp tục thử streaming qua qua mạng. Đây là những cái server và những cái ổ mà ổ NAS ở trong 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 home network của gia đình. Tôi có thể vào thử một một cái. Đó. Tôi có thể thử bất kỳ một cái album nào. Đó. Có nghĩa là việc sử dụng cái app này cũng rất đơn giản. Có thể vào truy cập được mọi tính năng, kể cả các cái tính năng về cài đặt hệ thống, mọi thứ cũng đầy đủ hết ở trong này. Chúng ta không cần thiết phải dùng điều khiển từ xa. Đấy. Vào hết. Tiếp theo nữa,
Tôi sẽ thử cái khả năng kết nối của cổng USB audio ở phía sau của thiết bị. Cổng USB audio sẽ phải sử dụng một cái máy tính từ phía bên ngoài và truyền dữ liệu qua một dây USB, một đầu chuẩn A và một đầu chuẩn B. Cái phần mềm mà tôi cài ở trên máy tính là phần mềm G-River và phần mềm ở trên iPad. Tôi sẽ cài cái phần mềm G-Remote để điều khiển cái máy PC đó. Thông qua cái phần mềm này thì tôi có thể truy cập đến cái kho dữ liệu mà tôi đã được kết nối ở trên cái máy PC đó. Và trước tiên để kết nối với thiết bị thì ở trên X45 tôi sẽ vào mục Input để tôi chọn cái input là USB DAC. Tôi ấn OK. Sau đó ở trên phần mềm tôi sẽ khởi động cái phần mềm G-Remote lên. Lúc đó phần mềm này nó sẽ tự động nó kết nối với cả cái máy PC mà tôi đã đang sử dụng kết nối với nó. Tôi sẽ vào từng thư mục, cũng như với cái phần mềm này thì ta có thể truy cập âm nhạc nó tiện lợi hơn, bởi vì chúng ta ở trên iPad nó rất lớn, màn hình lớn, ta có thể chọn các cái nhạc mà nó có cover add rất là dễ dễ sử dụng. Và tất nhiên là qua cái chuẩn USB audio thì nó cho chất lượng âm thanh là cao nhất. Đấy, bây giờ tôi truy cập vào từng thư mục. Ví dụ tôi vào bài số 5. Thì ở dưới cái màn hình display của X45 nó chỉ thể hiện đơn giản là hai cái đèn tia, đèn LED nó thể hiện như vậy thôi. Còn gì đẹp hơn những ngày bên Tôi lại đi nhau, tìm những cái CD khác. hai đứa chung vui hợp tâm đầu. Anh nhớ chăng anh mỗi Tôi sẽ đầu thử cái hôm định nào dạng list đi. mình mong ước đến mai sau, nhặt hoa kết áo ngang dương. Mình thường chờ nhau những Tôi ngày thử cái bên DSD nhau, 64 thôi. Với cách kết nối này thì luôn luôn nó sẽ cho chất lượng âm thanh tốt nhất, thậm chí tốt hơn cả cái việc mà chúng ta cắm ổ cứng lên trên thiết bị này. Tôi sẽ thử tiếp sang các cái file Hi-Res. Mạng của tôi hôm nay hơi chậm một chút. Đây là các cái cover art. Nghe tôi thử một bài. Đây thì bài này nó lại ở là một cái file Hi-Res 88 kHz, 88 kHz nó hiển thị ở phía trên đó. Còn các cái file CD thông thường thì nó sẽ chỉ hiện bình thường thôi. Hôm nay mạng chậm quá. File CD nó sẽ hiển thị ở cái tần số là 44 kHz.
Đây là cách kết nối dùng phương pháp là một cái máy PC, máy computer từ bên ngoài vào, và đây là cách chơi mà người ta hay gọi là computer audio. Tiếp theo, tôi sẽ test cái tính năng mà rip một chiếc CD ở trên cái thiết bị này. CD tôi muốn rip hôm nay là CD của Lobo The Best Up. Đây, tôi sẽ nhét nó vào cái ổ này. Lúc đó ta sẽ theo dõi ở phía trên màn hình display của thiết bị. Đây là nó hiển thị lên cái tên của các bài hát ở trên cái đĩa. Ta sẽ quay trở lại vào mục Return. Sau đâu đó ta sẽ chuyển sang cái mục là Icon CD Play Rip. Ok. Sau đâu đó ta sẽ ấn vào menu. Và nó hỏi trên máy, nó sẽ hỏi mình là rip tất cả các cái bài hát hay chỉ rip từng bài. Tôi thử ấn tất cả. Và nó sẽ cho phép rip ở những cái định dạng. Chọn rip ở định dạng nào. Tôi sẽ chọn wave là chính là cái định dạng cao nhất. Thế thì ở phía trên của thiết bị nó cũng đã hiển thị gần đủ tất cả các cái thông tin của cái đĩa này, bởi vì cái đĩa này cái đĩa khá nổi tiếng cho nên cái phần meta tag của nó cũng có sẵn. Tất nhiên có một số đĩa không có, ta sẽ phải tự điền tên vào đây. Đấy, còn thiếu một vài thông tin nữa thì thôi, tôi sẽ không điền, tôi sẽ tiếp tục tôi làm theo cái hướng dẫn của nó. Tôi sẽ vào cái mục bên tay phải ngoài cùng ở phía dưới này, nó hiển thị một cái cover, một cái đĩa CD không có hình. Bây giờ tôi sẽ ấn OK vào đó. Và nó sẽ cho phép chúng ta đi tìm các cái hình ảnh tương ứng với cả cái CD mà chúng ta đang có. Ví dụ tôi tìm ở trên Google, tôi ấn vào Yes, tôi tìm. Nó sẽ báo là có khoảng 100 cái cover art liên quan đến cái đĩa này. Thì ở cái hình ngoài cùng kia nó đã tìm ra cái cover art khá giống với cả cái đĩa CD này. Tôi quyết định chọn cái hình ảnh đầu tiên. Và hình ảnh này nó đã download về máy. Ta ấn OK tiếp tục. Sau đó ta sẽ xuống cái mục OK ở dưới cùng. Bây giờ là quá trình rip. Cái đĩa này nó có cái thông số là có 18 bài. Và tổng thời gian của cái đĩa này là 63 phút. Thời gian rip cái đĩa này sẽ mất khoảng 12 phút ở cái tốc độ khoảng tầm 5x, tức là nhanh hơn cái tốc độ đọc thông thường khoảng 5 lần, 5 đến 6 lần. Đây là một cái tốc độ khá ổn trong cái việc mà rip đĩa CD. Quá trình rip một đĩa CD đã gần hoàn thành, thời gian rip trong khoảng tầm 10 phút. Chúng ta đợi thêm một mấy giây nữa nó sẽ hoàn thành. Và đây là tất cả những cái bài hát đã được rip vào trong ổ cứng nằm ở trong máy. Chúng ta ấn vào OK. Bây giờ cái đĩa nó sẽ tự động nó nhả ra. Sau quá trình rip nó sẽ tự động nó nhả ra. Chúng ta cắt đĩa đi. Để kiểm tra những cái file rip nằm ở đâu thì chúng ta sẽ vào ngay trong cái thư mục Music DB này. Đó, đây là cái album đầu tiên mà chiếc X455 này đã rip. Ta vào thử. Ta thử truy cập luôn bài số 10. Đây là sản phẩm của một quá trình rip mà chúng ta không phải sử dụng đến máy tính, rất đơn giản và luôn luôn đảm bảo cái chất lượng tốt nhất. She knows when I'm lonesome. She cried. Tiếp theo, VinStudio sẽ kiểm tra cái khả năng kết nối với các cái nhà phân phối nhạc trực tuyến. Cụ thể là hôm nay sẽ là Spotify. Ở trên iPad, phần mềm Spotify chúng ta phải gài sẵn và bắt buộc
phải nạp tiền để có một cái account premium thì X45 mới cho phép kết nối. Còn nếu mà ta dùng tài khoản free thì ngay hiện tại trên nó sẽ không cho kết nối. Ở trên X45 ta sẽ tìm vào cái mục iService. Ta ấn vào cái nút Spotify ở bên tay phải. Tiếp đó, trên phần mềm của iPad chúng ta sẽ khởi động cái Spotify lên. Rồi, chúng ta có thể đi tìm các cái file nhạc theo ý muốn hoặc là tìm kiếm. Đây là một cái thư mục nhạc mà tôi đã có sẵn. Thí dụ là như vậy. Bây giờ tôi sẽ thử một bài Phiên Chợ Ba Tư. Thế thì ở trên cái giao diện của iPad có một cái mục rất nhỏ ở dưới, nó đề là các thiết bị khả dụng, ta ấn vào đó. Nó sẽ hiển thị khoảng 3 các cái kết nối khác nhau, ta sẽ chọn vào cái Spotify Connect này. Vấn đề gì đây? Ta thử lại. Đấy. Thế là bài các cái cover hát cũng như bài hát đã kết nối với X45 rồi. Ta next bài thử. Đó, cái cover hát nó chuyển về chậm hơn một chút. Đây, ta chọn địa khác. Đó là tất cả những cái mà VinStudio trước khi gửi một thiết bị tới khách hàng đã kiểm tra, check, ok. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này và hẹn các bạn tới nhiều các clip khác ở nhiều thiết bị khác.